Chào các bác nhá. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bác tháo cái chậu trần điện đủ nhá. Chia sẻ cho những bác mà không có máy hơi nhá. Thì là cái này là tháo bằng máy hơi thì nó dễ, nhưng cũng có những cái trường hợp là cái này đặt lên sau là nó bị thủng, máy hơi cũng không ra được nhá. Hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác tháo cái lòng trong nhá. Đây em tháo vào cái đáy này trước nhá. Bây giờ sẽ lật tháo lòng trong nha các bác ơi. Đây các bác nhá. Đấy, lòng trong chậu rồi nhá. Đấy, bình thường là em có lỗ đây. Đây để tính hơi này. Đó. Nhưng mà thỉnh thoảng rất nhiều bác là không có máy hơi thì hỏi em là nay sẽ tháo chia sẻ với các bác nhá. Nó cũng đơn giản thôi, không khó lắm đâu. Nhiều bác trên mạng nói ghê lắm nhưng không có gì đâu. Đơn giản, cũng không hỏng hóc gì đâu các bác nhá. Nhưng mà đây trước hết các bác phải có hai cái đục này các bác nhá. Một cái là mũi khoan hoặc đục cũng được. Đây các bác nhìn. Ta cho vào lỗ này. Đó. Các bác nhìn này. Bênh vài lần là nó lên các bác nhá. Đó. Cũng không hỏng được khuôn đâu các bác nhá. Đó. Các bác hình dung như là cái lúc mình đi móc lốp sửa xe đạp ấy. Đó. Chỉ tầm khoảng 2 vòng là nó lên đấy các bác. Nhiều bác là thấy em thấy là kêu không lên được đây. Đây là các bác mà làm thì cũng không phải vội. Đó. Các bác có quyền ném đá thoải mái nhá, nếu các bác không làm được nhá. Đó. Chỉ một vòng nữa là lên này. Không gãy được đâu các bác nhá. Nhựa Việt Nam rất là bền, rất là dẻo. Đó. Lên rồi đấy các bác. Chuẩn bị lên rồi đấy. Cái này là 100% không có thổi hơi nhá. Rất hóc với cái này nhá. Đấy. Thì cái này nhiều bác là cứ hay ý. Đổ sớm, tháo sớm thì nó được cách các bác nhá. Tháo sớm thì nó vỡ mất khuôn, à vỡ mất chậu. Mà tháo muộn thì sợ không tháo được. Đó, nên là các bác chú ý một chút nhá. Em biết là làm lên thì nhiều người chê đấy, nhưng mà vẫn cứ thích chia sẻ lên cho các bác. Đấy, hôm trước tháo cái lồng trong không có gì, nhiều bác ném đá ghê quá, cứ bảo là làm này thì hỏng với vài cái thì hỏng. Xin lỗi các bác đi, khuôn bây giờ các bác cứ thoải mái luôn đi, chả bao giờ có từ ấy đâu, thì người ta tính hết cả rồi, không phải là lúc nào nữa. Nó không phải là bùn đâu các bác nhá. Đó, tất nhiên là tháo bộ nó sẽ lâu hơn là máy rồi, thì các bác làm máy hơi thì xịt cái là xong, nhưng cũng có những cái trường hợp là xịt nó cũng không lên đâu vì là nó thủng cái đáy. Đó, lên rồi các bác nhá. Đó, đó, cũng chẳng phải gõ được đâu các bác nhá. Lên rồi đây. Đó. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái cách đơn giản nhất các bác nhá. Đây.
cho các bác xem đây lỗ đây. Mọi khi là em tháo bằng hơi nhá, nhưng mà đây chia sẻ các bác đây tháo tay bò. Như vậy là đã xong rồi. Rồi. Cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác tháo thành công.